Rất vui được gặp lại các bác tại chuyên mục Combo Đĩa Tết phần thứ 44 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. 12 chương trình đĩa nhạc vàng hải ngoại ngày hôm nay em sẽ lấy tên chủ đề là Gửi Về Em. Đặc biệt là bác nào là fan của những giọng ca như Tuấn Vũ, Chế Linh, Hương Lan hay Duy Khánh thì càng không nên bỏ qua nhá. Và nhất là còn có cả những cái album lần đầu tiên được lên sóng đấy ạ. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua này album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897, giúp em những ship số OD từ 3 đĩa trở lên. Miễn phí ship từ 700.000, bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.5 triệu thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và 12 album trong combo đĩa test số 44 này thì em đang giao lẻ là 150 một chiếc nha. Phố Đúc Lòng Trắng chất lượng cao, 8 bản M1. Mở đầu sẽ là album Gửi Về Em với tiếng hát của Tuấn Vũ. Thực sự đã rất là lâu rồi thì album này mới được tái bản đấy ạ. Trước đây thì gần như là không có hàng luôn. Và nếu mà có mà đĩa gốc xịn thì em thấy có một cụ giao ở trên một cái nhóm Facebook. Đó là cái đĩa Phố IDMCA, đĩa xịn của album này lên đến 4 triệu mấy cơ. Thực sự là em nghe xong rồi em cũng tí ngã ngửa luôn. Nhưng mà thôi, mình chơi loại F1 này cũng được nha. Gửi Về Em với Lửa Lã Charlie này, Tình Nghĩa Đôi Ta, Một Ngày Không Có Em, Tình Lã Sợi Tơ hay là Trúc Đào. Hiện tại thì các bác đều được nghe thử bài số 9 nhá, Tình Thương Của Lính, với cái giai điệu rất là vui tươi, sôi động đúng không nào. Và những tâm hồn cô đơn trong này cũng hòa âm rất là tốt. Và đặc biệt là đây cũng là một trong những album hiếm hoi có cái bản ngoại ô đèn vàng của Tuấn Vũ nhá. Gửi Về Em, phát hành của Trung Tâm Thanh Lam. Đĩa F1 thôi nhưng mà phôi cũng rất là đẹp. Tái bản em đang giao là 150. Một trong cái chương trình đặc biệt nha, và cũng lần đầu tiên lên sóng tại shop bên em đấy ạ. Album tiếp theo sẽ là Chế Linh Đặc Biệt Thương Hận. Và trước đây thì em đã có một số những clip tổng hợp những album của Chế Linh rồi, nhưng mà chưa từng có cái album này. Trong những cái số đó thì các bác có thể mua để bổ sung thêm. Chương trình Thương Hận nhá, có Giọt Lệ Đài Trang, có Mai Lỡ Mình Xa Nhau, Ở Đêm Buồn Tình Lẻ, Kẻ Ở Miền Xa, hay là Hoa Sứ Nhà Em và Những Ngày Xưa Thân Ái. Với phần hòa âm của nhạc sư Lê Văn Thiện, âm thanh cực kỳ là sâu lắng. Một album khá là nổi tiếng của Trung Tâm Thúy Anh, nhưng mà em nghĩ là ít người biết đấy nha. Rất là ít bác hỏi cái album này. 150 nhá, tiếng rất là tốt luôn ấy. Thương Hận, Chế Linh Đặc Biệt. Album thứ 3 trong quiz ngày hôm nay sẽ là Chuyến Đò Không Em với tiếng hát của Tuấn Vũ, Hương Lan, album phát hành của Mây Ngàn Phương. Nhưng mà là đĩa 8 bản F1 thôi, em đang giao là 150. Ở trong này còn có một số bài của Lưu Hồng và Thiên Trang nữa, như là Chuyến Đò Không Em này, Viết Thư Tình, Mưa Nửa Đêm, Để Trả Lời Một Câu Hỏi, Người Tình Không Đến. Ở trong này thì em rất là thích cái bản Chuyện Tình Không Dị Vãng với tiếng hát của Hương Lan nha. Chuyến Đò Không Em cũng là 150. Hôm nay sẽ có 12 album, những chương trình đồng giá 150 mà trước đây chưa từng lên sóng trong bất kỳ clip nào của shop. Các bạn nhớ nha, Chuyến Đò Không Em. Album kế bên cũng là 150 này, và Chế Linh và Giáng Thu, Lời Lữ Khách. Album này thì hiện tại có cả phiên bản đĩa phôi sọc Mỹ mà có tem của Làng Văn, thì cái đĩa đó sẽ là 280. Còn đây là đĩa F1 thì nó sẽ không có tem bên ngoài, và phôi bên trong cũng không phải là phôi chính hãng, thì em ra vừa tiền hơn là 150. Tình Chết Theo Đàn, Mưa Buồn này, Tình Lẻ này, và Cảm Ơn này, Tuyết Lạnh này, Lời Lữ Khách, Phận Cái Thuyền Quyên, Chuyến Xe Ba Người, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau, hay là Thoáng Giấc Mơ Hoa. Những bản song ca rất là hay của Chế Linh và Giáng Thu. Các bác có thể mua phiên bản đĩa xịn cũng được, thì có chất âm nó sẽ đương nhiên là chuẩn nhất rồi. Còn với phiên bản đĩa F1 này thì tiếng vẫn rất là ok, không sao cả. Đây, các bác xem có cái phôi F1 nhá. Chế Linh, Giáng Thu, Lời Lữ Khách. Hôm nay sẽ có tổng cộng 12 album nhá, cho các fan của Tuấn Vũ và Chế Linh ngày hôm nay tha hồ lựa chọn. À, một cái chương trình khá là, thực ra không phải là mới, mà album này cũng thu từ khoảng 2010 mấy rồi, nhưng mà là album cũng khá là đặc biệt của Tuấn Trinh Studio, thu âm tại Hải Ngoại, phần thì hát của Tuấn Vũ. Đương nhiên là đây là cái album thu giai đoạn sau, tức là cái thời kỳ mà giọng ca của Tuấn Vũ cũng không còn được phong độ như hồi trước nữa. Nhưng mà với những fan của nam danh ca mà bây giờ được nghe lại tiếng hát của thần tượng của mình hát những ca khúc quen mà lại được phối mới, phòng thu rất là chuyên nghiệp, thì cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ đúng không nào. Chút Kỷ Niệm Buồn này, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng này, Chuyện Đời Tôi, Đắp Một Cuộc Tình, Không Bao Giờ Quên Anh, hay Những Lời Này Cho Anh, toàn bộ hòa âm phối mới nhá, âm thanh rất là hay. Bởi vì phòng thu của Tuấn Trinh là một trong những studio đĩa mà em cực kỳ tin tưởng luôn. Một loạt những cái chương trình
có thể còn nói là âm thanh chất lượng cao của Tuấn Trinh, bên khách bên em rất là thích ý, những cái chương trình mà của Hoàng Nhật Minh này, của Thanh Lam hay của Lệ Quyên, Tuấn Trinh làm cũng cực kỳ là xuất sắc, phòng thu của họ làm quá hay luôn. Thì Chuyện Đời Tôi cũng thế nhá, là một album thu mới của Tuấn Vũ, hòa âm phối khí phải nói là tuyệt vời đấy ạ. Thu Tình Em Gái, cái này là 150, với tiếng hát của Chế Linh, Hương Lan và Giáng Thu. Vậy là hôm nay mình có hai album của Chế Linh, Giáng Thu đúng không nào? Một cái là Lời Lữ Khách, một cái là Thu Tình Em Gái. Trong này thì em thấy Giáng Thu hát bài Thu Tình Em Gái này, có hát bài Đừng Nhắc Chuyện Lòng này, Hương Lan thì hát Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, hay là Kỷ Niệm Nào Buồn và Thành Phố Mưa Bay. Và Chế Linh thì góp mặt với Chuyện Ba Mùa Mưa, Người Yêu Cô Đơn, Nhật Ký Đời Tôi và kết thúc với Những Lời Này Cho Em, hòa âm của Văn Phụng và Lê Văn Thiện. 150 nhá. Thu Tình Em Gái đĩa F1 nhưng mà họ làm bìa bên ngoài cũng như là phôi bên trong cũng khá là chuẩn. Phôi có in tên album hẳn hoi nhá. Tuấn Vũ The Best Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, đây sẽ là một album chọn lọc ra 14 ca khúc được yêu cầu nhiều nhất của Tuấn Vũ. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em, Vọng Gác Đêm Sương, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Ga Chiều Phố Nhỏ hay Nửa Đêm Ngoài Phố, Mùa Hoa Anh Đào, Phiên Khúc Chiều Mưa và Trong Tầm Mắt Đời. Album này chọn lọc luôn nha, em thấy rất là nhiều những bài hay mà từ nhiều album khác nhau vào đây hết. 150 luôn. Trước đây thì em đã lên sóng tận 2 clip dành riêng cho Tuấn Vũ rồi, vừa là những cái album song ca, vừa là những album đơn, nhưng mà chưa có cái đĩa này đâu. Vậy là mình sẽ bổ sung thêm nha, 150. Và hiện tại các bạn đã được nghe thử một ca khúc trong cái album Bonsa Chiều Hai Lối này của Chế Linh. Không biết các bạn nào nhận ra cái giai điệu không nhỉ? Đó là Sao Em Nỡ Đành Quên, bài số 6 nhá. Trong này cũng rất là nhiều bài hay như là Xin Tròn Tuổi Loạn này, Lời Ca Từ Lòng Đất này, hay là Trong Tấm Mắt Đời, mở đầu với Bản Bất Hủ, Thị Trấn Về Đêm. Album này có cả phiên bản đĩa xịn nhá, đĩa xịn có tem của Làng Văn sẽ là 208, còn F1 ngày hôm nay thì em giao 150 thôi. Rất là vừa tiền mà phôi thì không kén đầu đâu, các bác cứ yên tâm. Chất lượng âm thanh thì em đã đánh giá là 8/10 hoặc là 9/10 so với đĩa gốc chính hãng rồi. Trừ khi mà các bác có những bộ dàn âm thanh đắt tiền hoặc là cái tai của mình thẩm âm quá là tinh tường thì mình mới nhận ra sự khác biệt giữa cái đĩa F1 như này và những cái đĩa chính hãng thôi. Ở dưới đây còn 4 album nữa thì mình cùng khám phá nốt, đó là Tuấn Vũ Như Mai Người Quên Kẻ Nhớ. Album này trước đây cũng rất là nhiều khách hỏi mà không có hàng nhá, bây giờ thì đã có phiên bản F1 đây. Người Quên Kẻ Nhớ toàn bài hay như là Biết Đến Bao Giờ này. Em rất là thích Như Mai hát cái bài số 4 nhé, Hoa Nở Về Đêm. Trước đây thì mình nghe nhiều ca sĩ hát bài này rồi, nhưng mà tiếng hát của Như Mai có gì đó rất là đặc biệt và như là thổi một cái làn gió mới vào ca khúc này vậy. Kia Là Bỏ Quên hát song ca cũng rất là tốt này, có Từ 13 này, có Nếu Hai Đứa Mình và bài Chiều Thương Đô Thị cũng là song ca luôn. Người Quên Kẻ Nhớ, Tuấn Vũ Như Mai cả nhà nhá. Chương trình Người Đẹp Bình Dương số 40. Đây cái phôi F1 đây, nhìn cũng như xịn luôn đúng không nào? Trừ việc là nó không có tem hay là nó không có cái phôi sọc hay là các cái ký hiệu chính hãng thôi. Còn về chất lượng âm thanh thì em đảm bảo là nghe không thua kém gì địa chính hãng. Asia CD số 13, mọi người hay gọi đây là album Đam Mê của Tuấn Vũ Thiên Trang, hoặc là mình gọi là Asia 213 cũng được. Mình đều nhận ra cả, đó là Nếu Tôi Đưa Em Về là bài đầu tiên này, và Những Đêm Trở Sáng này, Bộ Huế Xưa, Có Hai Mùa Mưa hay là Mưa Đêm Ngoài Ô, Dã Từ Đêm Mưa, và cái bài giữa, bài số 5 sẽ là ca khúc Đam Mê, rất là nhiều bác thích. Tuấn Vũ Thiên Trang nhá, album này được hòa âm của Trung Tâm Asia. Nếu mà phiên bản đĩa xịn hơn thì em đang giao vào tầm khoảng 320, đó sẽ là phôi sọc Mỹ. Còn phiên bản ngày hôm nay là F1 thì nó vừa tiền thôi, là 150. Phôi đúc lồng trắng nhá, đĩa rất là đẹp, toàn bộ đĩa mới cả nhà nhá. Điệp Khúc Thương Đau, album này thì lại nhiều ca sĩ này, em nhớ là có Tuấn Vũ, có cả Hương Lan, Lưu Hồng, Như Mai, rồi thì cả Thiên Trang, Giao Linh. Trong này thì điểm qua thì có một số những cái bài có thể dùng để thử máy cũng được, như là Ngày Mai Tôi Về hay là Người Tình Không Đến. Ngoài ra có cái bản liên khúc Kể Chuyện Trong Đêm và Kể Từ Đêm Đó nữa. Điệp Khúc Thương Đau, cái này thì em xin 150 nhá, một album của Trung Tâm Phượng Hoàng, có cả phiên bản đĩa xịn nhá. Đĩa phôi sọc Mỹ album này nó rơi vào tầm khoảng 350, cũng rất là đáng mua này. Và album cuối cùng trong clip ngày hôm nay sẽ là Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ. Chẳng mấy khi mà 3 năm danh ca thời đó lại góp mặt trong một cái chương trình như này. Em gọi đây là album Biệt Kinh Kỳ nhá.
Đây, các bạn xem thử nhá, Biệt Kinh Kỳ với tiếng hát của Duy Khánh góp mặt Trường Cũ Tình Xưa này, ở Tuấn Vũ thì góp mặt với Tình Đời Tay Trắng, rồi thì Hàn Mặc Tử đấy, các bạn đã được nghe thử cái bài Hàn Mặc Tử luôn, rồi thì có Buồn Trong Kỷ Niệm của Chế Linh hay là Nhớ Thành Đô và Quán Nửa Khuya đều là những bài rất là hay. Tôi bán trăng cho đây, ai mua trăng không? Đĩa này rất là hay, có cả phiên bản đĩa xịn nhá. Đĩa xịn thì sẽ có tem mác đầy đủ hơn. Và đương nhiên là đĩa chính hãng thì mình yên tâm về chất lượng âm thanh rồi. Có bác nào mà thích chơi vừa tiền thì có thể chơi F1 như này không sao cả. Em đang giao là 150, còn đĩa xịn hơn thì sẽ là 280. Rồi, vậy là hôm nay mình đã cùng nhau khám phá bộ sưu tập. Đây là combo đĩa test số bao nhiêu rồi? Combo đĩa test số 44 đúng không nào? Với 12 album dành riêng cho những fan của Tuấn Vũ này, Chế Linh, Hương Lan, Duy Khánh. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua này album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897. Em xin nhắc lại giúp em nhận ship số OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu, em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.